chặng đường này trên chặng đường cũng đáng nhớ. Cái ấy đây, cái máy sắt phát điện bằng bằng cái gì nhỉ, như kiểu cái cối xay gió ấy. Nó dùng cái nó dùng cái này là người ta dùng dùng sức gió để người ta tạo ra điện này, hiểu chưa? Ngày xưa ở Hà Lan là nhiều lắm đây. Ở mình hình như Đà Lạt là nhiều đấy. Đây là đi ra Cát Hải. Cát Hải xong rồi đi ra Cát Bà. Nhưng mà chặng đường phía trước khá là mưa. Nhìn đoạn đường phía trước, tức là ngày mai là nó vẫn sẽ mưa. Nhưng mà kỷ niệm là nói chung là cũng khá là đáng nhớ. Có hai thằng cu. Năm giờ mùng 5 là nó ấy rồi. Cái kia là quên mất. Ngày xưa hình như là kiểu Don Quixote là người ta không phải là tạo ra điện mà người ta lấy cái cối xay gió này như kiểu là để ấy thức ăn này, để biến thức ăn rồi hoặc là nước này, lấy nước này. Tên nó hay nhỉ, cối xay gió. Nói chung là tận dụng cái sức mạnh thiên nhiên để tạo ra điện. Đây là các cái vùng rừng như kiểu rừng Amazon này này. Đây có cây đước kéo gì. Lạch Quyện 15 cây số. Nhưng mà cơn mưa phía trước là nó là khá to đấy. Đấy, các cái cụm ngập mặn. Nói chung là tôi ra đây tôi nhìn thế này là tôi đã biết là cái quãng đường này là quãng đường nó khá đáng nhớ. Quãng đường này nó khá đáng nhớ. Mà đường theo kiểu đường một mình ấy. Một mình một đường. Ngày xưa ở Hà Lan là có nhiều cái kia lắm đấy. Hình như ở trong Đà Lạt cũng là giải rác ở trong đường mình bây giờ. Nhưng mà vẫn không có kiểu lớn nên không được đi nhiều. Đi xong lại toàn bị nhốt trong ô tô ấy. Mấy cả máy bay. Lần này là đi kiểu đi xe máy này mới được vẻ vãn thiên nhiên như này chứ. Cho nên cái sức mạnh của đi phượt, các ông cứ chê chứ là đi phượt đi xe máy này là cái thấy cái chỗ nào mà nó hay là đỗ lại. Chứ bình thường bây giờ đi từ đây vào trong Sài Gòn xong rồi là cái điểm đến xong rồi là cứ thế là ấy thôi. Thì chúng ta đã bỏ những cái dọc đường. Cầu sông Cấm. Từ từ đi trên thế này thì kiểu gì chẳng có cái xăng. Phải sốt ruột. Mẹ đổ có hơn 100.000 tiền xăng mà đi như này là hơn 100 cây số rồi còn gì nhỉ. Tiết kiệm nó cơn. Cái thủy nào hôm qua cũng đã hơn triệu rồi, triệu 2, triệu 3 rồi. Việc tự đi xe này. Nhưng mà đi lúc đi thì là rất vui. Lúc về mà sáng hôm nay mà con cái thủy nó bảo là đi về. Mình bảo bây giờ mà chỉ có mày gọi cái taxi xong rồi nhét cái xe này vào trong cốp xong rồi về rồi ngủ đi về. Lúc đi thì rất vui. Nó kiểu có cái điểm nó đến này, có cái gì mình đấy chưa chinh phục được. Mình còn có háo hức. Hôm qua cái câu chuyện mà của rất nhiều bạn thanh niên đi ra biển vô cực ấy. Mẹ lúc đi thì hào hứng, phấn khởi. Mất ăn mất ngủ. Lúc về thì rẹo rã. Vậy nói chung là biển vô cực có lẽ là những cái thủy nó tra thông tin trên mạng hình như là từ mùng mấy đến mùng mấy ấy. Nhưng không phải ngày nào cũng đi được. Tí nữa con cái cầu nó khá là kinh đấy. Cầu đi ra Cát Hải ấy. Bây giờ cái tuyến này thì cứ thế đi thẳng thôi. Mẹ đất nước phát triển phết nhỉ. Đẹp không? Mát không?
34 Hải Dương đúng không? À, mặt tôi thì ngày xưa tôi đấy cơ, nói hay gì đâu. 200 mét nữa tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ hai. Ra cái đường này thì đi theo cái kia xong rồi đi thẳng theo cái xe trắng cái thôi mà. Tí nữa khéo có bão đấy không à? Nói chung là tôi sợ là tôi già nhanh quá. Cái thứ hai nữa là mình cũng sợ là cái đầu tiên là sợ là con nó lớn nhanh. Cái thứ hai là con nó lớn nhanh thật. Xong rồi mình thì mình già nhanh. Mà đến khoảng tầm 1-2 năm nữa là cái xe này không thể chở được 4 rồi. Con hàng ối rồi ôi này nó sẽ cao hơn mình. Thì không thể nhìn thấy đường được nữa rồi. Ra khỏi vòng xuyến và... Chỗ này không đéo gì. Đi tiếp cầu Tân Vũ Lạch Huyện. Sai là sao được đường. Để từ từ để tôi định vị xem có đúng đường không nào. Chỗ này nó có cái vòng xuyến cho nên phải định vị lại. Mưa rồi. Phát nữa đi. Phát chỗ này là kỷ niệm đáng nhớ. Không phát. Đường nó đẹp như thế này để cho các bạn ấy còn từ lần sau còn biết đường mà đi ra Cát Hải chứ này. Nhưng mà tôi đánh giá là ví dụ như Cát Hải với Cát Bà thì không nhiều người đưa lên hoặc là ấy nên, nhưng mà cái mà biển vô cực ấy tôi thấy nó không thấm gì đâu. Quay đầu rồi, thấy mưa là cơn mưa là quay đầu rồi. Điều này đến cầu rồi cho các ông xem vậy. Nhưng mà thôi cứ thế này, mười mấy cây nữa thôi mà. Đến đường. Phải cho các ông ấy biết chứ.
mặt mặt chỉ măng à. Này, công ty công tiếp này, đây bây giờ nó bắt đầu qua biển rồi này. Lúc đấy nó mưa cho nên là phải chạy. À, bây giờ nó hết mưa rồi. Hơi đỡ rồi. Kinh không? Đi đi sướng đi đường một mình. Hình như nó là đây là cái thông Caribe cái đéo gì ấy. Có một đợt là con thằng nào nhỉ, con thằng Thành nó bảo là nhập cái thông Caribe này. Biển kia, nhìn thấy chưa, nhìn biển chưa. Bây giờ chặng đường của bố con mình đi hết con cầu này là ra đảo, đảo Cát Hải. Đảo Cát Hải xong rồi đi thông Cát Hải thì là đến Cát Bà. Lại ra Cát Bà, có cái kia, có cái kia. Nhìn thấy con cò trắng chưa, biết nhìn thấy chưa. Dưới này cơ mà. Nhìn thấy chưa, nhìn cò chưa, cò nó bắt cá chưa. Thấy chưa. Ừ đấy, bao nhiêu cò chưa. Hình như có cả cá to hay sao. Đấy, ra biển đấy, biển đấy. Ừ, toàn là túi bóng chứ cò đâu mà có. Túi bóng, nhìn túi bóng lại ra cò à. Con nào nó phải động đậy thì nó mới là cò à. Chả có kiến thức kinh tế văn hóa chính trị gì. Nhìn túi bóng. Ôi mình. Đại gia gì. Đại gia gì? À, cái đường này là đường hai làn. Bên kia sang bên này là một làn. Nhưng thôi mình lại né vào đây. Mẹ con đang tự túc đây này. Đi xe từ Hưng Yên lên đây tiết kiệm đổ có hơn 100.000 tiền xăng đây này. Con xe của cậu chạy từ mẹ Lục Lam về đấy là mất mẹ nó 200-300.000 tiền xăng còn chưa tính duy trì. Quá cho nên là cậu đánh mất những cái dư vị cuộc sống thôi chứ còn mưa to lắm không ạ. Tắt 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 có thấy còn chưa. Ừ đấy này mưa rồi. Tắt tắt tắt.